Gặp Phật nghe pháp tùy thuận tu hành, nương nơi Như Lai trồng các căn lành, cung kính cúng dường không có ngừng nghỉ, hay dùng thần lực chấn động mười phương vô lượng thế giới, tâm Bồ Tát rộng lớn vì đồng pháp giới, biết các thứ thuyết pháp, biết số chúng sinh, biết chúng sinh khác biệt, biết khổ sinh, biết khổ diệt, biết tất cả hành đều như hình bóng, hành Bồ Tát hạnh, vĩnh viễn dứt nguồn gốc tất cả thọ sinh nhưng vì cứu hộ tất cả chúng sinh hành Bồ Tát hạnh mà không chỗ làm. Tùy thuận tất cả giống tánh chư Phật, phát tâm như núi chúa lớn, biết tất cả hư vọng, điên đảo, vào môn nhất thiết trùng trí, trí huệ rộng lớn không thả khuynh động, sẽ thành tránh giác nơi biển sinh từ, bình đẳng tế độ tất cả chúng sinh, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong đó thì sẽ đắc được đại trí minh khéo léo vô thượng của Như Lai. Phật tử đại Bồ Tát có 10 pháp giải thoát, những gì là 10 đó là giải thoát phiền não giải thoát tà kiến giải thoát các chấp lấy giải thoát uẩn xứ giới giải thoát vượt qua nhị thừa giải thoát vô sinh pháp nhẫn giải thoát lìa chấp trước nơi tất cả thế gian tất cả cõi tất cả chúng sinh tất cả pháp giải thoát vô biên trụ giải thoát phát khỏi tất cả bồ tát hạnh vào bậc như lai không phân biệt giải thoát ở trong một niệm đều biết rõ tất cả ba đời đó là là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì có thể ra làm Phật sự vô thượng giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh. Phật tử đại bồ tát có mười thứ vườn rừng những gì là mười đó là sinh tử là vườn rừng của bồ tát vì không nhàm bỏ giáo hóa chúng sinh là vườn rừng của bồ tát vì chẳng mệt mỏi trụ tất cả kiếp là vườn rừng của bồ tát vì nhiếp các hạnh lớn thanh tịnh thế giới là vườn rừng của bồ tát vì chỗ mình dừng ở Tất cả cung điện ma là vườn rừng của Bồ Tát vì hàng phục chúng ma. Suy ngẫm Pháp đã nghe là vườn rừng của Bồ Tát vì như lý quán sát. Lục độ ba la mật, bốn pháp nhiếp, ba mươi bảy pháp bồ đề phần là vườn rừng của Bồ Tát vì cảnh giới tiếp nối của đấng từ phụ thập lực bốn vô sở úy mười tám pháp bất cộng cho đến tất cả phật pháp là vườn rừng của bồ tát vì chẳng nhớ pháp nào khác thị hiện tất cả oai lực thần thông tự tại của bồ tát là vườn rừng của bồ tát vì dùng đại thần lực chuyển bánh xe pháp điều phục chúng sinh không ngừng nghỉ một niệm ở tất cả mọi nơi vì tất cả chúng sinh thị hiện thành chánh giác là vườn rừng của Bồ Tát vì pháp thân khắp cùng tận hư không tất cả thế giới nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được hạnh đại an lạc vô thượng lìa lo buồn của Như Lai